Hôm nay Phương Lê quay cái clip này là muốn chia sẻ với tất cả các chị em, nhưng mà đặc biệt là những chị em da đang bị mụn, bị dị ứng, bị mụn ẩn, bị mụn ổ, bị mụn bọc, bị dị ứng, cũng như là da đang bị khô, bị sạm, rồi bị lỗ chân lông to, rồi da đang bị dầu bất thường. Thì cái clip này là dành cho những cái người da đặc biệt như vậy, thì hãy cố gắng xem nha và làm theo giống như Phương Lê thì da mình sẽ mịn màng và căng mướt lại, không có còn bị tình trạng như vậy nữa. Thật ra là phụ nữ trên thế giới thì không ai không sử dụng cái nước toner hết, là nước thần á. Nhưng mà phụ nữ Việt Nam của mình, đặc biệt là những chị em ở vùng xa, thì không có hiểu rõ cái tầm quan trọng của nước này, nên vì như vậy mà nghĩ đây là một cái nước mát thoa cho mát da thôi. Nhưng mà thật sự không phải như vậy, đây là cục làm một cái loại dưỡng rất là quan trọng luôn. Nếu mà mình không có sử dụng cái nước này thì những cái bước dưỡng tiếp theo của mình nó không có ý nghĩa nhiều nha, có nghĩa là không có kết quả nhiều đó. Thì cái cách sử dụng như thế nào cho đúng cách thì ngày hôm nay cái clip này có một cái trách nhiệm là chia sẻ với mọi người như vậy đó. Đây là nước dòng chống lão hóa, thì những cái chị em nào mà da đang bị sạm, giống như lỗ chân lông to rồi không đều màu thì và trên 25 tuổi thì sử dụng cái dòng này ha. Còn cái dòng này thì từ 18 tuổi trở lên là sử dụng được. Nói chung á là hai cái dòng này. Một cái dòng này thì nó kích cho da của mình nhanh trắng, còn cái dòng này thì nó sẽ không giúp cho da của mình trắng, nhưng mà nó cái công dụng của nó sẽ giúp cho cái da của mình săn chắc đấy. Thì Phương Lê sử dụng hết hai cái dòng này luôn, tại vì Phương Lê cũng thích da mình săn chắc và cũng thích là da của mình trắng nữa. Ngoài cái việc săn chắc và trắng ra thì nó giúp cho se khít lỗ chân lông, giúp cho da mình mịn màng như thế này nè. Và đặc biệt đó là nó giúp cho cái da của mình lúc nào cũng có một cái độ ẩm vừa đủ, không dư không thiếu. Tại vì da của mình mà nó thiếu ẩm á mọi người, nó sẽ khô, rồi nó sẽ xảy ra những cái tình trạng da nhìn nó, da nó mét mét, da nó tái tái và da của mình nó không được săn chắc. Thì khi mà nó có độ ẩm đầy đủ rồi, nó có một cái lượng đàn hồi đầy đủ rồi, thì cái da mình lúc nào nhìn nó cũng mướt và nó trong trẻo hết. Thì cái làn da Phương Lê bây giờ được như vậy thì nhờ nước toner rất là nhiều nè.